Vâng, thưa quý vị và các bạn, một tuần lại trôi qua và chúng ta lại đến với nhau trong chương trình Ai Đến Hôm Nay. Và hôm nay sẽ là một vị khách mời tương đối là đồ sộ. Đó là ai? Chúng ta hãy cùng theo dõi hình ảnh sau đây. Mà này, đằng ấy muốn hẹn hò với tôi thì cậu sẽ phải thực hiện ngay một số những nguyên tắc sau. Nguyên tắc? Thứ nhất là ngay ngày mai cậu sẽ phải chuyển nhà ra khỏi ngõ nhà con này. Tôi mới chuyển về đấy có làm sao đâu. Chị đừng có tưởng cứ hơn tuổi là kèo trên là bắt tôi làm theo ý của chị nhé. Này, còn gọi chị nữa là còn kèo trên đấy. Vâng, thưa quý vị, có lẽ với những hình ảnh vừa rồi thì chúng ta đã biết được là ngày hôm nay người sẽ đến với chương trình của chúng ta là một người đàn ông mà chỉ cần nhìn thôi là rất là nhiều người cảm thấy bé nhỏ trước anh ý rồi. Rất may là ngày hôm nay chương trình là cho MC ngồi chứ không tôi không dám đứng. Chào đón Phan Thắng đến với chương trình ạ. Thật vui khi được gặp lại anh ạ. Vâng, hai anh em song thắng hôm nay hy vọng là cũng sẽ tưng bừng nhỉ. Chúng ta đã từng được gặp nhau một chương trình trước đây rồi và cũng đã trải qua đến gần 3 năm anh em mới gặp lại nhau. Trong suốt là 3 năm qua thì công việc của Thắng như thế nào? 3 năm qua thì tất cả chúng ta đều mất 2 năm dịch. Cũng như các ngành nghề khác thì nghệ thuật gần như là bị đóng băng trong thời gian dịch giã. Nhưng cũng may, kể từ khi mà dịch được đẩy lùi thì từ đó đến giờ khi mà trở lại với công việc thì trộm vía, cái công việc của Thắng nó cũng khá là trôi chảy. Chúng ta đã từng biết đến với Phan Thắng qua rất là nhiều vai diễn khác nhau, phản diện có, chính diện cũng có. Theo cá nhân Thắng đánh giá thì bạn hợp cả vai diễn nào hơn? Khi mà mới vào nghề thì Thắng được tiếp xúc với cả cái dạng vai kiểu phản diện nhiều hơn. Lúc đó thì thường thì các đạo diễn sẽ thấy rằng mình hợp với cả những cái dạng vai kiểu côn đồ, bạo trợn hay là kiểu công tử, tay chơi. Nhưng mà sau một vài năm làm nghề thì các đạo diễn và rất nhiều người trong nghề thì lại nhìn thấy ở Thắng một cái gì đó nó ngược lại. Càng ngày thì càng lại vào được những cái vai nó chính trực hơn. Và đặc biệt trong thời gian gần đây thì khán giả và cũng như là anh Thắng có thể thấy là Phan Thắng khá là được nhiều người nhớ tới ở cái dạng vai đó là hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân. Đúng rồi. Dạ. Có bao giờ bạn nghĩ là mình sẽ thể hiện một số vai diễn hài không? Có chứ. Thực ra là Phan Thắng đã diễn khá là nhiều những cái thứ liên quan đến hài. Những cái tiểu phẩm hay là những cái chương trình web drama. Và thực sự thì với cái tôn chỉ của Phan Thắng trên con đường nghệ thuật thì là mình không được ngại bất cứ một dạng vai nào cả. Và nhất là Phan Thắng còn đang là quân số của đoàn kịch Nhà Hát Tuổi Trẻ. Với những cái nghệ sĩ biểu diễn sân khấu thì sẽ được trải nghiệm nhiều dạng vai hơn, sẽ được luân phiên những cái vở diễn liên tục. Đến giờ phút này là khoảng 9 năm làm nghề thì hàng ngày, hàng giờ Thắng vẫn đang được học tập và vẫn đang được trải nghiệm nhiều dạng vai hơn. Với một diễn viên chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ không có quyền từ chối bất cứ một vai diễn nào. Nhưng nếu mà xét về khía cạnh bản thân mình cảm thấy hợp với những cái dạng vai nào thì Phan Thắng sẽ thấy mình hợp nhất nhé, hợp nhất. Cái dạng vai mà bản thân Phan Thắng cảm thấy mình hợp thì từ trước đến nay để khán giả biết tới thì chưa nhiều. Bởi vì là cái dạng vai mà Thắng cảm thấy mình thỏa mãn nhất, mình thăng hoa nhất lại là những cái lúc mình được biểu diễn trên sân khấu. Những cái dạng vai đấy thì mình lại chưa được đem nó đến gần hơn với khán giả truyền hình. Để cụ thể hơn thì đấy là những cái dạng vai có cái tâm lý nó bất ổn một chút. Những con người mà nó không được bình thường lắm. Tức là nó hơi âm âm, hơi điên. Tóm gọn là như vậy thì đấy mới là những cái dạng vai mà Phan Thắng cảm thấy mình hứng thú nhất. Thực ra thì trong 9 năm làm nghề thì Thắng đã làm rất nhiều vai khác nhau. Nhưng có một cái kỷ niệm nào, một cái câu chuyện nào mà mình cảm thấy thực sự là mình nhớ nhất đến tận ngày hôm nay khi mà anh em mình ngồi nói chuyện với nhau không? Có lẽ là chúng ta sẽ quay lại cách đây khoảng tầm 4 năm. Khoảng tầm 4 năm, đấy là thời điểm mà Phan Thắng đang bấm máy bộ phim Mê Cung. Bộ phim đó thì Thắng vẫn là một người chiến sĩ công an và là một chàng hình sự. Thì đó là một cái cảnh quay hôm đó là khoảng 2 giờ đêm. Bối cảnh cũng không ở Hà Nội, nó trên một vùng núi. Và cái cảnh đó yêu cầu nó như thế này. Thắng là một chàng hình sự sẽ cùng với cả một vài chiến sĩ cơ động. Ở trên nóc nhà ấy, nó có cái ô giếng rời. Và ở trên mái thì nó có một lớp kính.
thì nhiệm vụ của những người chiến sĩ hôm đó sẽ là đạp vỡ cái tấm kính đó và nhảy thẳng xuống cái gác xếp, sau đó lại tiếp tục rút súng ra và tiếp tục truy bắt tội phạm ở trong đó. Khoảng thời gian nó đã là buổi đêm, sương xuống rất là lạnh, mình lại không được trang bị đầy đủ tất cả các thiết bị. Sau khi mà những chàng chiến sĩ cơ động mà đập vỡ tấm kính thì mình lại phải là người nhảy xuống đầu tiên, bởi vì trong đó nhiệm vụ của mình là đội là trưởng rồi. Mình phải đi đầu rồi. Thì thằng nhớ ngày hôm đó khi mà các chàng chiến sĩ cơ động đã dọn sạch cái tấm kính rồi, nhưng mà nó khá là bé, với cái thể hình của mình chui vừa cái đấy thì nó cũng phải gọi là uốn éo một chút. Hơi uốn éo một chút. Thì sau khi vượt qua cái thử thách đầu tiên đấy là để cho mình lọt qua cái ô vuông đó thì tiếp đất. Khi mà cảm giác của mình khi mà ở cách mặt đất khoảng tầm 3 mét, thực ra khi mà mình đứng từ dưới đất mình nhìn lên khoảng 3 mét thì nó không cao, nhưng từ trên xuống nhưng mà từ trên xuống thì vấn đề nó khác, vấn đề hoàn toàn khác. Và ở dưới anh hiểu hoàn cảnh lúc đó, ở dưới có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ, khi mà mình đáp xuống ấy mình chỉ được đáp bằng bàn chân thôi, nhưng mà lúc khi mà Phan Thắng đáp xuống thì mình lại hơi mất đà một chút, nhưng mà mình vẫn ý thức được trong đầu là không được đặt bàn tay mình xuống, đặt bàn tay mình xuống là bấy ngay, nát bấy bàn tay ngay. Xuống có hơi mất đà, loạng choạng thì ngay bên cạnh có một chiếc tủ bằng gỗ. Khi mà mình loạng choạng mình bảo mình không thôi, thà mình ngã vào tủ, ít nhất là có một lớp gỗ nó đỡ cho mình, không ngã thủy tinh. Chứ còn nếu mà mình đặt tay hay đặt bất cứ bộ phận nào xuống là thôi, xong. Thế là hôm đấy là để phục vụ cảnh quay đấy là một ô cửa sổ đã ra đi và thêm một chiếc tủ. Ok. Đấy, thưa quý vị, nếu mà chúng ta đã từng xem những cái cảnh quay đó trên bộ phim Mê Cung thì các bạn thấy là thực sự để có thể là có được những cảnh quay như vậy thì những người diễn viên đã phải trải qua những cái tình huống giống như là Phan Thắng vừa chia sẻ. Thực sự là nguy hiểm đấy. Nhưng mà thực tế ở đây là khi mà chúng ta có thành phẩm lên đến phim thì nó chỉ rơi vào đâu đấy khoảng từ vài giây, 5 đến 10 giây thôi. Nó chỉ thế thôi, nó lướt qua, bởi vì đấy là một cụm cảnh dập liên tục. Tạm chia tay với các câu hỏi cùng với diễn viên Phan Thắng thì bây giờ anh mình sẽ đến với một mini game nha. Bạn sẽ phải trả lời tên tất cả các cầu thủ ở trong cái tờ giấy này. Chúng ta bắt đầu. Quá đơn giản. Cầu thủ nào? Công Phượng. Chính xác. Yes. Quá đơn giản tiếp theo. Công Vinh. Ừ, đúng rồi. Chương trình đi lên từ dễ đến khó. Tiếp theo. Đình Tài à? Đình Trọng. Đình Trọng. Sai một nhá. Chúng ta không còn cơ hội để sai nữa. Ây. Rồi. Đỗ. Bà. Đạ. Giá. Đỗ. Đỗ Duy Mạnh. Đúng rồi. Thế thôi mà. Rồi. Tiếp tục nha. Này. Hồng Sơn. Chính xác. Huỳnh Đức. Ba, hai, một. Quang Hải. Xuất sắc. Quế Ngọc Hải. Đúng rồi. Tiến Linh. Đúng. Xuất sắc, xuất sắc. Ba, hai, một. Trần Công Minh. Trần Công Minh. Năm. Văn Hậu. Văn Hậu. Văn Lâm. Ok, rồi, chúc mừng em, tuyệt vời. Tôi cứ nghĩ là trò chơi này thì sẽ làm khó được cho Phan Thắng. Đầu tiên khi mà bắt đầu thì em cứ nghĩ là mình sẽ có một vài cầu thủ nước ngoài. Thì mới khó đúng không? Thì mới khó. Chứ cầu thủ Việt Nam thì có lẽ là đều là những gương mặt và những cái tên quen thuộc của chúng ta rồi. Bạn là một người khá là kín tiếng về câu chuyện tình cảm. Tuy nhiên ngày hôm nay thì rất nhiều khán giả nữ của chương trình Ai Đến Hôm Nay rất là muốn biết một chút về cái mẫu người phụ nữ lý tưởng mà Thắng nghĩ rằng sẽ là một người mà thực sự phù hợp và Thắng muốn gắn bó. Đó là một mẫu phụ nữ như thế nào? Thắng khá là thích một người phụ nữ tinh tế, một người phụ nữ nhẹ nhàng. Thắng không phải là một người quá nhiều lời. Thì một cái người phụ nữ tinh tế, một cái người phụ nữ hiểu chuyện thì mình nghĩ rằng cái việc đầu tiên đấy chính là chúng ta có thể nói chuyện được với nhau. Rồi. Chúng ta có thể giao lưu được với nhau. Ừ. Chúng ta có cùng một tiếng nói, chúng ta có cùng một cái tần sóng đi. Rồi. Thắng không có cái khả năng dẫn dắt phụ nữ bằng câu chuyện đâu.
Thắng lại không phải một cái người kiểu sẽ quá là vồ vập. Nghe đơn giản nhưng thực sự rất phức tạp đấy các bạn ạ. Nếu mà các bạn nữ nào của chương trình Ai Đến Hôm Nay mà đang có ý định mà có thể là làm quen với cả Văn Thắng thì các bạn hiểu đầu tiên điều phải tinh tế. Và chúng ta sẽ phải gặp bạn ấy. Khi nào mà một cô gái nào đó gặp Văn Thắng và thấy chàng trai này thay vì việc kiệm lời mà sẽ nói nhiều hơn trước mặt cô gái ấy thì lúc đó là thành công. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một mini game thứ hai. Xin mời Phan Thắng sẽ lựa chọn 3 lá bài bất kỳ. Mỗi một lá bài sẽ có 2 yêu cầu. Một là trả lời, hai là hành động. Bạn sẽ phải lựa chọn trước khi mà bạn lật lá bài ra là sẽ hành động hay trả lời câu hỏi. Lá đầu tiên, Phan Thắng chọn trả lời đi. Ok, xin mời bạn. Nếu được làm một nhân vật trong tác phẩm văn học, bạn sẽ chọn là ai? Một nhân vật trong một cuốn truyện, tác phẩm này cũng đã được chuyển thể lên sân khấu của Nhà hát Tuổi Trẻ rồi. Và Phan Thắng cũng từng đóng đúng vai đó rồi. Và đó chính là một cái nhân vật mà Thắng cảm thấy rằng nó khá là hợp với mình. Đấy chính là câu chuyện Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Bạn vào vai ai? Dế Mèn. Dế Mèn? Chú Dế Mèn khổng lồ à? Trong câu chuyện đó thì cậu Dế Mèn là một cái cậu mà phải ra ở riêng khá là sớm rồi. So với gia đình. Và Dế Mèn có một cái thân hình to lớn hơn các bạn khác. Và Dế Mèn đã phải trải qua rất nhiều những cái thử thách, những cái biến cố trong cuộc sống để trở thành một cái cậu trai. Chưa nói đến một người đàn ông, mà đơn giản chỉ là một cậu trai. Một cậu trai có trách nhiệm hơn cuộc đời. Một cậu trai có hiểu biết hơn và một cậu trai biết vị tha với cuộc sống. Thì đó chính là một cái nhân vật mà Thắng cảm thấy khá là thích. Yeah, ok. Lá bài thứ hai, Thắng chọn hành động. Ok, xin mời bạn. Hành động... những tật xấu của bạn để MC đoán được. Bạn sẽ phải hành động để cho mình đoán được xem đó là tật xấu là gì. Nếu mình không đoán ra thì bạn sẽ bị phạt. Hay quên. Chính xác. Rồi, sao kể rồi, rồi, rồi. Rất hay quên đồ, nhất là lúc đang tập trung cái gì đấy. Rồi, và bây giờ sẽ là lá bài cuối cùng. Bạn sẽ lựa chọn là trả lời hay hành động. Trả lời. Ok, rồi. Bạn cảm thấy bộ phận nào trên cơ thể bạn hấp dẫn bạn khác giới nhất? Chả nhẽ lại nói cả người. Có thể là đôi tai đi. Bởi vì theo Thắng, cái điểm mạnh của Thắng không phải là nói mà cái điểm mạnh của Thắng là nghe. Không biết là đối với chị em, một người đàn ông biết lắng nghe nó sẽ có cái vị trí như thế nào trong lòng chị em? Câu trả lời được chấp nhận, nhưng câu trả lời được chấp nhận thì không có nghĩa là em không bị phạt, bởi vì em đã bị phạt rồi. Ở đây chúng ta có 3 hình phạt dành cho em. Bánh và kẹo, tùy em chọn. Cái này thì chắc là cũng không còn xa lạ gì với cả Phan Thắng nữa, bởi vì chắc là cũng đã từng ăn rồi. Em có thể lựa chọn 2 thứ còn lại. Em chọn kẹo đi. Ok. Thử thách nó cao hơn đi anh. Kẹo. Một cam. Đây. Cam. Đây. Đôi khi ngửi nó không ra mùi đâu. Bởi vì hạt mùi nó ở bên trong cơ. Ngon hay không ngon? Đen hay đỏ? Ngon à? Nó đúng vị đào anh ạ. Chứng tỏ là em là một người quá may mắn đấy. Thực ra là không phải người nào cũng có thể là nhận được những cái vị mà đúng vị như thế đâu. Ok, rồi. Như vậy là chúng ta đã vừa khép lại một phần cùng với diễn viên Phan Thắng trong Ai Đến Hôm Nay. Bây giờ sẽ là phần tiếp theo, đó chính là chọn màu hashtag. Ở chọn màu hashtag thì mời Thắng. Chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên 3 con số từ 1 đến 9. 1. 1, ok. 3. 138. Số 1 sẽ là một hashtag màu trắng với từ khóa là Qatar đã nới lỏng nhiều quy định của mùa World Cup 2022. Chúng ta đều biết là Qatar là một quốc gia mà có những cái quy định nó vô cùng khắt khe và khắc nghiệt, không chỉ là với những cái người dân ở trong nước mà thậm chí là trước đó thì Qatar cũng đã đưa ra những quy định vô cùng cụ thể dành cho người hâm mộ khi mà đến quốc gia này xem World Cup. Ví dụ như là không được uống rượu và bia trước, trong và sau khi mà trận đấu kết thúc. Với sự góp ý của FIFA thì Qatar cũng đã đưa ra những cái luật lệ nó mềm mỏng hơn. Ví dụ như là cho phép sử dụng đồ uống có cồn, nới lỏng quy định trang phục cho các cổ động viên được ăn mặc thoải mái nhưng mà vẫn yêu cầu tôn trọng văn hóa của nước nhà. Theo những tìm hiểu bên lề của Thắng thì đây là cái kỳ World Cup hình như là đầu tiên tổ chức vào mùa đông. Tức là từ trước đến nay cái World Cup sẽ được tổ chức ở một đất nước ít nhất là có một cái nền bóng đá nó phát triển và đất nước đó sẽ nằm ở trong cái top những cái đội bóng tốt. Thế nhưng chúng ta đều biết cái đội bóng Qatar nó không phải là một đội bóng có mạnh quá mạnh trên thế giới, và thậm chí cách đây mấy năm còn thua U23 Việt Nam. Đây là một đất nước Hồi giáo.
Thế cho nên là cái quy định của họ cũng cần phải nới lỏng khá là nhiều thì nó mới phù hợp được với số đông của những cầu thủ đến từ khắp nơi trên thế giới. Và có một cái nữa ở đất nước Qatar mà Thắng tìm hiểu được, đó là những cái sân vận động rất là đắt đỏ và đều có một hệ thống sưởi riêng bởi vì tổ chức vào mùa đông. Có một cái câu hỏi của khá là nhiều người đặt ra khi mà World Cup được tổ chức tại Qatar, đấy là khi mà World Cup qua đi thì những cái sân vận động tốn tiền tốn của đó sẽ để làm gì, bởi vì thực sự ở đất nước Qatar bóng đá nó không quá phát triển. Đấy là những cái thông tin mà Thắng được tìm hiểu trong thời gian vừa rồi. Theo như thông tin mình tìm hiểu thì có một vài sân vận động họ sẽ được lắp ghép bằng những cái khối container ấy. Sau đó là khi mà kết thúc thì họ sẽ dỡ ra. Đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với hashtag thứ hai, ở con số thứ hai là số 3. Số 3 là một hashtag màu đen với từ khóa là nhập viện vì sử dụng bóng cười. Theo thống kê của Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai gần đây cho thấy là gần như ngày nào cũng có bệnh nhân nằm điều trị nội trú tại viện do hứng chịu hậu quả từ việc sử dụng bóng cười. Nhẹ thì có biểu hiện tê chân tay, giảm trí nhớ, rối loạn nhịp tim. Nặng thì tổn thương nghiêm trọng đến hệ thống tủy sống, tổn thương não và rối loạn tâm thần. Thắng sẽ nói gì về điều này? Cái này thì thực sự là phải có một lời khuyên dành cho giới trẻ, một cái lời cảnh tỉnh dành cho giới trẻ. Quy định của nhà nước đã cấm thì đừng sử dụng. Chúng ta đừng đổi một khoảnh khắc để bỏ đi một phần của cuộc đời như vậy. Rồi, mình rất thích cái ý của Phan Thắng vừa nói. Chúng ta đừng đánh đổi cả cuộc đời chỉ để lấy một khoảnh khắc nhỏ, đúng không? Ok, rồi. Và bây giờ sẽ là từ khóa ở con số cuối cùng, số 8, đúng không? Số 8 của chúng ta là một hashtag màu cam, tức là một hashtag mà một thông tin mà còn có rất là nhiều những thông tin trái chiều nhau, ý kiến trái chiều nhau. Đó là ngắt kết nối ngoài giờ làm việc. Với hầu hết các bạn trẻ hiện nay ấy, thì là dù vào ngày cuối tuần hay là đi du lịch thì mọi người không thể rời xa chiếc máy tính hoặc là chiếc điện thoại. Nhiều người cho rằng kể cả những ngày nghỉ vẫn phải checklist công việc hoặc là giải quyết những cái công việc còn đang bề bộn. Nhưng nhiều người lại đưa ra quan điểm là khi mà đã đi du lịch hoặc là tự thưởng cho bản thân mình và gia đình một kỳ nghỉ thì hãy bỏ tất cả những thứ đó ra để tập trung vào kỳ nghỉ thôi. Yes. Thắng là ở style nào? Vốn dĩ cái đặc thù công việc của Thắng nó cũng không cần phải dùng đến mạng xã hội quá nhiều. Thắng phải nghiêng về cái phía là chúng ta bỏ qua công việc, bỏ qua mạng xã hội, bỏ qua smartphone để tập trung vào, ví dụ để enjoy cái cuộc chơi của chúng ta, enjoy những cái cuộc đi nghỉ của chúng ta chẳng hạn. Thì Thắng nghiêng về phía đó hơn. Chúng ta cũng đã vừa đến với những phần chia sẻ rất là thẳng thắn và thú vị đến từ diễn viên Phan Thắng và cũng là vị khách mời của chương trình Ai Đến Hôm Nay. Bây giờ hãy cùng đến với phần cuối của chúng ta, đó chính là góc review. Ở góc review thì sẽ có 3 thứ để Phan Thắng có thể lựa chọn. Sách truyện là 1, âm nhạc là 2 và điện ảnh là 3. Bạn sẽ muốn nói về điều gì? Sách đi. Ok. Gối đầu giường, thời điểm hiện tại của Phan Thắng là cuốn sách nào? Nhà giả kim. Nhà giả kim. Cuốn sách này thì đại ý là nói về một câu chuyện của một cậu bé chăn cừu vượt eo biển Địa Trung Hải từ châu Âu qua châu Phi. Ước mơ của cậu ấy là được nhìn thấy kim tự tháp tại Ai Cập. Và trước đó thì cậu chỉ được biết thông tin đấy qua lời của những người bán hàng rong, của những nhà buôn và qua sách vở. Và cái bài học rút ra của Thắng sau khi đọc xong cuốn sách này đó chính là cái giá trị trong cuộc sống mà chúng ta nhận được đấy không phải là kết quả, mà cái thứ giá trị chúng ta nhận được lớn nhất đấy chính là trên con đường đi đến cái thành quả đó, chúng ta nhận được gì trên con đường đó. Ok. Rồi, rất là cảm ơn Phan Thắng. Hôm nay đã dành 30 phút để cùng trò chuyện với những người thực hiện chương trình Ai Đến Hôm Nay. Phan Thắng cảm thấy rất là vui và vinh hạnh khi mà hôm nay lại được ngồi đây chém gió cùng với anh Thắng. Và chúc cho khán giả của chương trình Ai Đến Hôm Nay luôn luôn dồi dào sức khỏe, luôn luôn có những cái niềm vui trong cuộc sống và hãy tận hưởng những cái giây phút mà chúng ta khi chúng ta được thư giãn để chúng ta lại tiếp tục có thể hòa nhập vào công việc một cách tốt nhất. Vâng, và thưa quý vị, lời chúc vừa rồi thì cũng sẽ là lời chào của chúng tôi dành cho tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.